Chào mừng các bạn độc giả đã đến với Eva Chatin, và khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Mid Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Thúc Thùy Tiên và mình là Miss Grand International 2021. Lời đầu tiên cho phép Tiên được gửi lời chào đến quý độc giả của Eva.vn nhé. Chào Tiên, và đầu tiên anh xin phép đại diện Eva.vn gửi đến em một lời chúc mừng vì đã có được một chiếc vương miện danh giá của Miss Grand International 2021 nhé. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Xin cảm ơn Tiên đã dành thời gian cho anh cũng như là Eva.vn và các độc giả ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nghe nhé. Cảm giác của em như thế nào khi mà hiện tại đã trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp của quốc tế? Thật sự thì cảm giác đến bây giờ nó vẫn còn một chút lâng lâng, nhưng mà hôm nay thì em cũng đã gọi là bắt đầu quen với việc mình là Hoa hậu Hòa bình Thế giới rồi. Thì chứ những ngày đầu nó vẫn còn rất là lâng lâng, và kiểu khi mà mọi người bảo mình ở bên đây thì hay người ta hay gọi là Queen. Lâu lâu mình cứ gọi mọi người chào mình mà kiểu như hai Queen này kia, xong mình cứ kiểu nghe rất là lạ lẫm. Thì bình thường mà nếu mọi người chào mình thì mọi người sẽ là hai Việt Nam hay như vậy thôi, nên đây là đổi cách xưng hô, cách chào, được mọi người quan tâm hơn, được nhiều bạn bè fan quốc tế biết đến nhiều hơn, cảm thấy rất là vui mà cũng có một chút lạ lẫm. Và bây giờ thì Thùy Tiên hãy chia sẻ một cái lịch trình trong ngày hôm nay của em đã làm việc như thế nào. Ngày hôm nay là em đi media tour từ 9 giờ sáng cho tới 4-5 giờ chiều gì đấy, đi cả ngày, đi một ngày, đi thường là sẽ là quay video trả lời, cũng sẽ có một vài chỗ báo sẽ là livestream. Nói chung là cũng rất là vui vì có đi chung với mấy bạn Á hậu nữa, nên là mọi người đi rồi trả lời báo, gặp gỡ nhiều người rất là vui. Anh và độc giả của Eva rất là thắc mắc là không biết là ngay sau khi trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss Grand International 2021 thì ai là người đầu tiên mà Thùy Tiên đã chia sẻ cái điều này, cái niềm vui này? Tiên đã gọi điện cho anh Nam và chị Dung, công ty Sen Vàng, là giám đốc quốc gia của Miss Grand. Và mọi người đều chia sẻ niềm vui với Tiên, và kiểu anh chị lúc mà xem Tiên, lúc mà trên sân khấu được giao vương miện là cả hai anh chị cũng đều khóc nữa. Thật sự thì cái lúc mà nhìn em đứng trên sân khấu chỉ có còn lại hai người á, thì cảm xúc rất là mình rất là run cũng như là vỡ òa á, thì không hiểu là lúc đó trong lòng của Tiên đang cảm giác như thế nào. Thời điểm đó là em không cảm nhận được gì hết nữa rồi. Lúc mở trên sân khấu và lúc mà đọc top 2 còn có hai người hay là bạn đã kiểu lúc là mọi người có thể thấy, xem lại clip thì có thể thấy cái phản ứng của em, đó là mọi người đã hiểu em đã sốc cỡ nào. Cái mặt em kiểu chỉ mới là gọi tên là top 2 thôi đó, là còn lại hai người đứng đó là mặt em kiểu đúng kiểu là không tin nổi là mình sẽ là Á hậu 1 hoặc là Hoa hậu á. Kiểu là mặt rất là kiểu sốc. Đợt lúc mà còn hai người là kiểu trong đầu em là thật sự lúc mà còn hai người mà khi mà trả lời xong câu hỏi rồi thì em cảm thấy rất là nhẹ nhõm, vì kiểu là bây giờ làm mình đã cố gắng hết sức làm xong hết rồi, bây giờ có là Á một hay là Hoa hậu nó không có quan trọng nữa rồi. Em thấy em đứng được tới đây đã gọi là một cái sự chiến thắng lớn rồi. Em về Việt Nam xong mà em về Việt Nam mà cũng là kiểu đã gọi là mình đã đạt được cái mục tiêu ban đầu của mình thì mình quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà thật sự cái lúc mà gọi tên em là việc gọi em là Hoa hậu là em bất ngờ thật sự. Em em nghĩ là mình là Á hậu thôi chứ em không nghĩ là Hoa hậu. Anh nghĩ thật sự cái khoảnh khắc đó là một trong những cái khoảnh khắc mà đi vào lịch sử của làng sắc đẹp Việt Nam của chúng mình luôn. Anh có nghe Thùy Tiên nói đến cái mục tiêu của em, thì mục tiêu ban đầu đặt ra của Thùy Tiên á, đến với Miss Grand International 2021 á, là đạt đến top mấy? Em là top 5, em có trả lời rất là nhiều báo, em nói là em muốn đây là top 5, em muốn mang vương miện về cho Việt Nam. Vương miện lớn hay nhỏ này không biết, nhưng mà em rất muốn vương miện về cho Việt Nam, em top 5. Cái khoảng thời gian đó ban đầu em nói là em top 5, có rất là nhiều người bảo đó là một cái mục tiêu nó quá là xa vời. Gọi là nó quá lớn mà nó em cũng có nhiều người nói là em sẽ không đạt được, nhưng mà đó nói chung là cuộc sống mà mình sẽ không bao giờ biết được, quan trọng mình cứ cố gắng hết mình thôi. Và thật sự thì Tiên là một trong những người mà làm cho cái tiếng hai từ Việt Nam của chúng mình nó vang lên nhiều nhất ở trên sân khấu của Mid Grand International 2021 mà anh được biết luôn á. Anh cũng rất là ấn tượng cái khoảnh khắc mà em hô hai cái từ Việt Nam khi mà ở đêm bán kết á, thì nó rất là vang, rất là dài và cái cột hơi rất là cao, thì không biết em đã chuẩn bị như thế nào cho cái phần hô tên này? Nó không có
phải là tập luyện đâu, nó là chỉ là vừa lúc mà tại vì khi mà rehearsal thì cái đoạn bán kết đó mà diễn dạ hội thì bên team sản xuất họ đã nói trước với các thí sinh là sẽ không có hô giống như cái phần opening dance ở đêm chung kết, mà sẽ là hô theo cái dạng thanh lịch hơn. Cho nên là lúc mà rehearsal tất cả mọi người đều kiểu rất là nhẹ nhàng, hô rất là nhẹ, ngay các bạn Venezuela, cũng vậy. Thì tự nhiên tới cái lúc mà đêm chung kết, cái lúc mà đêm bán kết thật sự diễn ra thì tất cả mọi người tự nhiên hô rất là năng lượng. Và bạn Venezuela có thể thấy trước là bạn hô rất là to, và hô rất là to, cực kỳ to luôn. Bạn nói là chết rồi, mình mà nếu mà em hô to như vậy nó sẽ không có còn sự thanh lịch nữa. Cho nên là em sợ là mình là người cuối cùng, bởi vì mình còn đi sau bạn nữa thì ra, nhưng mà mình không có điểm nhấn là mình sẽ bị chìm, mọi người sẽ bị buồn ngủ. Cho nên là em lúc mà bạn nó vừa hô xong em kêu chết rồi, tại em đứng trong cánh gà em phải suy nghĩ một cái gì đó nó lạ hơn, là một hai ba em bước ra em nghĩ đến cái việc mà mình sẽ ngân dài ra. Nó vẫn giữ một cái gọi là nó vẫn giữ một cái độ thanh lịch, nhưng mà nó có điểm nhấn mà may mắn là em làm được và nó không bị bể khúc cuối, rất là may với em luôn. Thật sự thì nghe khi mà nghe em hô cái hai từ Việt Nam nó rất là vang như vậy thì anh có đọc được nhiều cái bình luận ở trên mạng xã hội là nói là nghe Thùy Tiên hô như vậy là biết là Thùy Tiên đã có học thanh nhạc trước đó rồi, tại vì cái chữ Việt Nam của em nó hô rất là cái cục hơi rất là dài và nó vang lên á, làm cho người ta cảm thấy rất là ấn tượng. Nhưng mà mọi người nói đúng mà, em có học thanh nhạc. Tại vì cái độ ngân của em nó đi lên rất là cao ha và rất là trong. Anh rất là Dạ. ấn tượng về cái phần đó luôn. Như em cũng đã biết á, thì sau mỗi cuộc thi nhan sắc á, dù là ở quốc tế hay là ở Việt Nam của chúng mình á, thì đều có những cái ồn ào nhất định. Thì tại Miss Grand International 2021 này thì cũng có những cái ồn ào xuất hiện, mặc dù em là một trong những người đẹp chiến thắng rất là thuyết phục. Thì có những cái ồn ào liên quan đến em và Miss Grand Cambodia, thì không biết là Tiên có thể xác nhận với lại anh cũng như là độc giả Eva cũng như là người hâm mộ của em á, là cái những cái việc này liên quan đến em và Miss Grand Cambodia nó có xảy ra hay không? Thật sự thì em nghĩ là một với một Miss Grand International thì cái câu chuyện và cái thông điệp một mà của Miss Grand International muốn truyền tải là stop the violence, thì em nghĩ là mình không nên có thêm những cái gọi là những cái phản hồi về một cái việc nó không hay ho như vậy. Tại vì thật sự em nghĩ là em vẫn vì đang là em đang là người đại diện cho Miss Grand International, như kiểu là một đại sứ của Miss Grand International, thì em vẫn là muốn lan tỏa thêm, mình lan tỏa đến mọi người là tất cả là về cái sự tích cực, và mình nên không nên gọi là đàn ép hay là chỉ trích bất kỳ một ai cả. Vì em nghĩ là thứ nhất là điều đó cũng sẽ làm ảnh hưởng nó không tốt đến hình ảnh người Việt Nam, và cũng như là đến hình ảnh của kiểu như vì em đang làm Miss Việt Nam và đang là đương nhiệm của Miss International. Nhận xét trên góc độ là một thí sinh đã từng là đối thủ của nhau trong một cái đấu trường sắc đẹp Miss Grand International, thì em nghĩ Miss Cambodia, em đánh giá như thế nào về Miss Cambodia? Xét về mức đối thủ thì em nghĩ là bạn Cambodia là một người có gương mặt xinh, ăn ăn máy quay trên sân khấu. Nhưng mà em nghĩ là trong trong cái phần trình diễn thì bạn ấy có thể hiện tốt, nhưng mà trong lúc mà em nghĩ là vì vấn đề là bạn không nói được tiếng Anh nhiều, cho nên là trong cái lúc gọi là hoạt động thường ngày á, thì em cũng không có nói chuyện nhiều với bạn ấy, cho nên em cũng không biết được tính cách bạn ấy như thế nào. Đó chỉ nói vậy thôi. Hiện tại thì sau cuộc thi Miss Grand International này thì không biết là Thùy Tiên cũng như là Miss Cambodia cũng như là những người đẹp khác có còn liên lạc hay là trò chuyện với nhau như trước nữa hay không? Em vẫn còn liên lạc mà, vẫn còn liên lạc với Miss Philippines hay là Miss Puerto Rico. Mọi người rất là dễ thương với nhau. Tại vì Philippines vẫn còn đang ở đây, cho nên là bọn em có hẹn gặp nhau đi ăn tối ngày hôm qua. Còn những bạn khác cũng rất là dễ thương, và có bạn nhắn tin cho em, Miss Indonesia sau cuộc thi cũng nhắn tin cho em là kiểu rất chúc mừng em, rồi Miss Peru, Miss Venezuela. Nói chung là rất là nhiều người vẫn nhắn tin chúc mừng, và kiểu mọi người rất là ủng hộ em về về việc là em được là hoa hậu của cuộc thi lần này. Thật ra có một điều mà anh cũng như là những người hâm mộ của em á đều
cảm nhận và thấy được, đó chính là có vẻ như ngày Mitanawat đó thì rất là yêu quý cũng như là thích em. Trong những cái đoạn livestream của ngài trên mạng xã hội thì ngài đều nói tốt về em, nói tốt về em và khen ngợi em, cho rất là nhiều từ hoa mỹ dành cho em, cũng như là bảo vệ em trước những cái ý kiến trái chiều. Thì không biết là em nghĩ như thế nào về ngày Mitanawat? Em cảm thấy rất là vui vì thật sự theo em biết được á, là Mr. Nawaz có thể là người nói chuyện rất là vui, nói chuyện rất là thẳng thắn, nói chuyện rất là thoải mái, nhưng mà sẽ lúc nào cũng sẽ rất là quan sát người khác á. Mà em thì bản thân em là một người khá là vô tư và thoải mái, cho nên là nhiều khi đôi khi em có hay sợ là em không biết là có những cái hành động nào hay là những cái câu nói nào của mình sẽ dễ bị người khác để ý hay hiểu lầm hay không. Nhưng mà khi mà Mr. Nawaz bênh vực em và lúc nào cũng nói tốt về em thì em cảm thấy rất là vui, vì kiểu giống như là mình đã thể hiện được hết tất cả con người mình mà không có kiểu như là không có làm gì sai cả, kiểu vậy. Trong những cái lần trò chuyện cũng như là đối mặt cũng như là đi ăn tiệc với lại Mr. Nawaz trong cuộc thi lần, thì không biết là đâu là câu nói nào mà của ngài Mr. Nawaz mà làm cho Tiên cảm thấy nhớ và khắc cốt ghi tâm nhất đối với em? Thật sự thì em cũng rất là vì nói Mr. nói rất là nhiều câu hay, kiểu đưa ra rất rất là nhiều cái tiếp hay, cho nên mà để có một cái câu nói nhớ nhất thì cũng không có. Nhưng mà cái cách nói chuyện của Mr. em rất là thích, vì cái kiểu nói chuyện rất là thẳng thắn và kiểu không có ngại che giấu cái gì hết trơn á, cho nên là cái sự thẳng thắn đó em rất là thích, và mình cũng rất là kiểu mình cũng không ngại chia sẻ quan điểm của mình khi mà mình nói chuyện với ngài. Kể từ sau khi mà em và ekip của mình công bố cái bộ trang phục Blue Angel đến rộng rãi hơn với người hâm mộ cũng như là công chúng, thì anh cảm thấy Thùy Tiên là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất cũng như là cùng với bộ trang phục đó. Thì anh không biết là em nghĩ như thế nào về cái bộ trang phục này của mình? Nói về ý tưởng là phải là anh Tính Thái và là anh Stanley Louis thì Đặng đã hai người đã cùng đưa ra ý tưởng với nhau. Thì ban đầu là hai option, đó là hai option mà anh Tính Thái đưa ra là bộ ngũ hổ và bộ Blue Angel. Thì ban đầu bộ Blue Angel chỉ là một cái option dự phòng thôi, chứ ban đầu là team em và ekip quyết định chọn ngũ hổ, tại vì ngũ hổ lại là nó là năm sinh năm 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 sinh của em và nó có mang hơi tính phong thủy á. Nhưng mà sau khi mà em up lên thì kiểu, và đặc biệt là sau đó thì Việt Nam trải qua một cái cơn đại dịch nó khá là nặng nề, và em nghĩ là cái việc mình lựa chọn Blue Angel là một cái quyết định đúng đắn, vì em muốn là nó chạm đến được nhiều người khác nữa chứ không phải chỉ là fan beauty queen. Và thật sự là cái việc mà em mặc được một cái bộ đồ mà để tôn vinh được tất cả những y bác sĩ, tất cả những người nằm trong tuyến đầu chống dịch của Việt Nam thời gian qua trên sân khấu, và đem được những cái tinh túy và những cái tinh thần của người Việt Nam lên trên sân khấu, em cảm thấy rất là tự hào lúc em mặc bộ đồ. Thật sự là nếu mà trừ tất cả các trừ hoa hậu, trừ giải hoa hậu và á hậu ra, để mà gọi cái giải phụ mà em muốn mà em đạt nhất thì em sẽ nói là cái giải mà Best National Costume, tại vì thật sự là em rất rất là tâm huyết với bộ đồ đó, và nếu mà bộ đồ đó mà đạt giải Best National Costume sẽ là một cái lời cảm ơn tri ân nó rất là ý nghĩa đến với các y bác sĩ. Trong cái đêm thi National Custom á, anh cũng như mọi người rất là thắc mắc là không biết là khi mà em mặc cái bộ Blue Angel đó lên người và chuẩn bị standby để đi ra trình diễn á, thì phản ứng của staff cũng như là tất cả các bạn thí sinh xung quanh lúc đó thì như thế nào hả Tiên? Ai cũng ồ lên hết, ai cũng kiểu rất là đẹp, và ngay chưa lúc lúc mà em chưa mặc lên thôi, là người ta lúc mà em up lên Instagram là rất là nhiều bạn đã xem Instagram rồi, là mọi người em đã kêu Tiên, oh my god, your national costume was amazing đó, kiểu kiểu như vậy. Là ai cũng đã kêu là trời ơi sao mà đẹp quá vậy, bộ đồ national costume quá đẹp luôn, kiểu như vậy. Thì lúc mà em mặc lên là kiểu mọi người đã là kiểu rất là ồ, ai cũng rất là thích bộ đồ đó luôn. Anh nhớ hình như là lúc đầu á là cái bao tay của nó là một cái bao tay khác to hơn một chút xíu, và khi mà đến Thái Lan và chuẩn bị trình diễn thì em có thay đổi cái bao tay mới đúng không? Lúc đầu đó là bao tay boxing, nhưng mà bao tay boxing nó là chỉ là do cho em gọi là chụp hình cho đầy đủ đúng cái bản vẽ của nhà thiết kế thôi, chứ lên sân khấu trình diễn thì bao tay boxing không thể trình diễn được. Mà rất là mắc cười, hồi lúc với em đọc xong rồi nhiều người bảo là đeo bao tay boxing rồi xong đi giữa đường tháo ra rồi giật cánh lên,
Trời ơi, lúc mà em đọc nhiều cái comment mà góp ý mà em kiểu em hết hồn, bao tay đánh bóc chứ không phải là bao tay bình thường đâu, mà kêu em đi giữa đường xong rồi tháo ra rồi giật cánh lên. Trời ơi, thì nói chung là thật sự là khi em thấy là việc mà đổi thành một cái bao tay trắng như vậy là nó rất là hợp lý rồi, không phải nào mang cái bao tay bóc xinh lên rồi xong rồi giật cánh được hết trơn á. À, thật sự thì anh thấy cái bao tay mà em đổi nó cũng rất là phù hợp, tại vì nó cũng màu trắng và nó mỏng, giống như là nhìn vô cảm giác giống như là cái bao tay, những bao tay mà của những y bác sĩ đã họ đã mang để làm việc trong suốt cái mùa dịch vừa rồi. Thì Nhân Đen cũng có một cái lời khen gửi đến team cũng như là ekip của em, vì anh cảm thấy là em rất là đầu tư cho trang phục cũng như là những cái bộ váy, những cái thiết kế mà em mặc á, nó rất là đẹp, nó vừa tôn nhan sắc của em mà vừa tiệm cận với những cái vẻ đẹp mà Midrand International họ tìm kiếm. Thì anh không biết là những cái bộ trang phục mà đó của em á, thì em đã mặc xong hết chưa, mặc hết nó chưa? Em hình như là mặc gần hết rồi, em còn bây giờ chắc còn một hai cái đầm, còn hai cái chứ là mặc gần hết rồi đó, Bộ chứ trang nếu phục mình em mặc không hôm đăng nay, quang lại còn phải 4 5 cái. vậy là cái bộ trang phục mà em hiện đang mặc để nói chuyện với anh cũng như là độc giả của Evan á, chính là một trong những thiết kế của nhà thiết kế Việt Nam của mình đúng hay không? Dạ, của bên mình, Oh, của anh Tăng Hình. rất đẹp. Cũng có rất là nhiều người hâm mộ cũng như là độc giả đã gửi lời khen đến em về những cái bộ váy cũng như là bộ trang phục mà em đã lựa chọn trong suốt hành trình của Midrand International. Thì nhiều người cũng khẳng định là Tiên rất là một người rất là trau chuốt cho hình ảnh cũng như là đầu tư rất là kỹ cho từng bộ váy, chứ không có nhận sự hỗ trợ hoàn toàn từ các nhà thiết kế của Việt Nam giống như là những người đẹp khác khi đi thi. Thì không biết điều này là đúng hay là không. Không, đâu phải như vậy. Tại vì thật sự nếu mà để nói mà em tự đầu tư mà em tự mua những bộ này thì nó gọi là có vẻ hơi gọi là hơi giàu quá không, tại vì những bộ này thật sự để nó mặc bình thường nó sẽ rất là khó, bộ đồ em mặc như vậy là sẽ rất là khó để em có thể mặc bình thường được, thì tất cả là đều là nhờ sự hỗ trợ của các nhà thiết kế. Thật sự em vẫn nghĩ là đây là một cái chặng đường, nó em gặp quá nhiều may mắn và quá nhiều sự giúp đỡ. Thứ nhất là ekip của em rất là kiểu rất là nhiệt tình cho em và giúp đỡ cho em hết lòng, công ty Sen Vàng đã giúp đỡ cho em hết lòng trong cái chặng đường này, và đặc biệt là rất là may mắn là gặp rất nhiều nhà thiết kế giúp đỡ em. Có những anh nhà thiết kế mà em còn chưa từng gặp mặt nhưng mà vẫn nhắn tin với anh Lui, với anh Lui là hỗ trợ cho em đành để em đi thi, mà lúc đó là em cũng chưa có gọi là tạo được điểm nhấn gì đâu, tại vì lúc đó trước khi em lên đường đi thi mà, nên là cảm thấy rất là vui vì là cái việc mà mình đi thi như vậy mà được gặp được rất là nhiều người giúp đỡ cho mình, và mà những cái bộ đồ mà giúp mình là toàn là những bộ đồ rất là đẹp, rất là bỏ người nhà thiết kế đều bỏ rất là nhiều chất xám trong đó để có thể tạo những bộ đồ rất là đẹp và rất là ấn tượng. Nó tận bây giờ các thí sinh khác cũng đều bảo em là hả, kiểu như là Tiên là cái người có outfit đẹp nhất từ trước đến giờ, kiểu như là đồ đẹp nhất từ trước đến giờ trong cuộc thi. Vậy thì Tiên, em có nhớ là mình đã mang tổng cộng bao nhiêu bộ trang phục để đến thi đấu hay không? Em nghĩ là mang tầm 30, 40, 30, 30 bộ, 30 bộ. Vậy thì em có thể bật mí cho anh cũng như là độc giả Eva được biết là bộ trang phục nào là bộ trang phục có giá trị cao nhất hay không? Không có bộ nào có giá trị cao nhất hết trơn á, tại vì tất cả mọi người đều được hỗ trợ em á. Vậy là giống như là em thi giống như là một cái thời điểm mà thiên thời địa lợi nhân hòa đó Tiên. Cái này là một cái chặng đường nó gặp nhiều may mắn, giống như là quá may mắn luôn á. Từ tất cả mọi thứ, từ việc em đi thi bên Thái nè, đi qua đi lại nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều nè, chứ mà lỡ mà một cái đất nước khác mà ở xa rồi dịch bệnh rồi đi lại nó rất là khó khăn nữa, cho nên em cảm thấy là đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. À, bây giờ mình sẽ không nói đến món đồ mắc nhất nữa mà mình nói đến món đồ độc đáo nhất của em. Thì anh nghĩ đó chính là đôi dép tổ ong mà em đã mang từ Việt Nam qua Thái Lan đúng không? À đúng rồi. Ôi tới nỗi bây giờ nó nổi tiếng, nó nổi hồi nãy em đi media tour xong rồi có một cái đang làm livestream, có một bạn nói là bây giờ cái style của Thùy Tiên đang rất là hot, là kiểu bây giờ cái vụ mà em mang dép tổ ong mà ăn ăn cơm mà wow quá đó, là các bạn fan thích đôi dép và xong đi mua đôi dép, em kêu chợ nó rất là vô tình luôn á, xong rồi cái em còn giới thiệu cho mọi người đó là gọi là dép tổ ong nữa, kiểu rất là
thì tự nhiên cái mình có thể mang được và quảng bá được cái hình ảnh của những cái món rất là đặc sắc của Việt Nam với bạn bè Nam Châu, em rất là vui. Và vừa nãy trong tin nhắn có hiện lên vừa nãy luôn là một cái bạn nhân viên, bạn nói là Miss Puerto Rico với lại Miss Teresa xin là còn đôi dép tổ ong không. Đến em mới tin nhắn nó mới hiện lên trên tay luôn, em mới hiện lên luôn mà em chưa trả lời, đang livestream bên đây đó. Xuất sắc. Nhưng mà vì sao em lựa chọn cái đôi dép tổ ong là một cái món phụ kiện mà em luôn mang theo mình, và được nhớ là hình như là em có tặng cho một vài bạn trong cuộc thi cũng là cái đôi dép tổ ong này. Qua tại vì mang dép tổ ong đi làm, đi nấu ăn, nấu bếp, với lại hình ảnh dép tổ ong nó cũng rất là dễ thương, cho nên là em muốn mang tới. Tại vì em nghĩ là sẽ có nhiều bạn cần mang một cái gì đó nó gọi là nó dễ chịu sau khi mà mang guốc trong một khoảng thời gian dài á, cho nên là em mang theo tầm hai mấy đôi. Wow, anh nghĩ đây là một lựa chọn rất là thông minh của Thùy Tiên để đến với cuộc thi. Anh đọc được một vài cái comment ở trên mạng xã hội là mọi người có nói là trước đây á, thì chị Hằng An Nhi á, cũng có mang đôi dép tổ ong để đi đến Miss Universe, còn bây giờ là cũng chị Thùy Tiên á, thì cũng là mang đôi dép tổ ong này đến với Miss Grand International, mà hai chị thì đều có những cái thành tích rất là cao và thành tích rất là tốt tại cuộc thi, thì không biết đây có phải là đôi dép mà đã truyền may mắn cho Hằng An Nhi cũng là Thùy Tiên trong các cuộc thi sắc đẹp hay là không. Vậy bây giờ là mai mốt là cứ đi thi là mang dép tổ ong là sẽ đậu Ừ. cao. Nhưng mà anh nghĩ đó là một cái điểm nhấn rất là thú vị để mà mọi người thí sinh cũng như là người hâm mộ nhớ đến em. Giống như vừa nãy cái tin nhắn vừa nãy là có mấy bạn thí sinh là xin đôi dép đá của em đó. Anh thấy là một điểm nhấn rất là thông minh đó. So với cái lịch sử thi đấu nhan sắc quốc tế đối với những cái nước khác á, thì Việt Nam của mình là một trong những nước được xem là non non kinh nghiệm hơn, nhưng mà Việt Nam đã đạt được những cái thành tích rất là ấn tượng ở những cái đấu trường sắc đẹp quan trọng, ví dụ như là chiến thắng mới đây nhất của em là chủ nhân của Miss Grand International á. Thì đối với Tiên á, ở những cái giới sắc đẹp của Việt Nam mình, ở những cái hoa hậu ở Việt Nam của mình á, thì trước khi đi thi á, hoặc là cho đến bây giờ, thì em nghĩ ai là hoa hậu nào sẽ là người mà có cho em, tạo cho em được cái sự lan tỏa cũng như là cái sức ảnh hưởng nhất định? Vậy thì em nghĩ là em sẽ chọn chị Hồ Tại sao lại là Hờ Hen đi em mà không phải là một biểu tượng sắc đẹp nào khác? Hèn Nhi. Vì em nghĩ nói chung là bản thân mọi người cũng có thể thấy là ngay cả cái cách em trả lời trên sân khấu em cũng muốn mang tới mọi người một cái gì đó nó gần gũi, nó thân thiện và nó không có bị kiểu gọi là bị kiểu hoa hậu quá. Cho nên là và ở chị Hồ Hèn thì em cảm thấy được cái điều đó, chỉ cho được cho người ta một cái sự gần gũi và cái sự thân thiện, nó kiểu nó sẽ kết nối mọi người lại gần hơn, kiểu nó sẽ làm cho cái giải cái sát giữa hoa hậu với giữa người thường nó mỏng đi hơn, thì em thích cái điều đó. Giống như bản thân lúc mà em trả lời hay trên sân khấu, tất cả trong cái những cái phần phỏng vấn của em cũng vậy, thường em cũng không học thuộc vì kiểu bản thân em không thích nó bị mọi cái nó bị gọi là nó bị hoa hậu hay nó bị khuôn khổ quá, vì Đúng em rồi, thích đúng nó rồi. mọi cái mọi sự trả lời hay là mọi cái phản ứng nó đều phải là tự nhiên nhất, thì em nghĩ cái đó nó sẽ chạm chạm lòng, chạm được tới lòng của nhiều người hơn. Những gì từ trái tim nó sẽ đến từ trái tim, đúng không em? Và câu trả lời của em là xuất phát từ trái tim. Cái phản ứng trên sân khấu này kia gì mà há hốc mồm ra này kia, nhưng mà em lại cảm thấy là em cảm thấy là nó vẫn em vẫn cảm thấy là em đúng khi làm như thế, là kiểu tại vì em đó là cái cảm xúc thật. Đúng đúng. Những cái lúc đó mình phải, mặc dù là mình biết là mình phải đẹp tại vì nó sẽ lưu giữ, nó sẽ lưu giữ từ đời này qua đời khác, nhưng mà hả nó là cảm xúc thật, Đúng bây giờ đúng làm đúng. sao mà chẳng lẽ la nhưng mà phải ngậm như trong lòng. Bản thân anh đó thì anh coi anh cũng thấy là anh cảm thấy rất là thích những cái khoảnh khắc như vậy, nó rất là thật, thì mình xem mình cảm thấy rất là cảm xúc và nó rất là bồi hồi ở trong lòng của mình á. Rồi anh có món quà cho em Em có nè, sẵn quà sàng hả? chưa nha? Ừ đây. Ôi trời ơi. Em có xem rồi. Cảm ơn bạn Instagram tag em rồi. Gọi là hoa hậu nhiều, có hoa hậu có nhiều vương miện nhất.
Em có nhớ lại mình có bao nhiêu, tổng cộng bao nhiêu chiếc vương miện không tiên? Em không. Em nói thiệt là em không nhớ em có bao nhiêu vương miện. À, nhưng mà hình như anh nghe nói Mr. Nawaz sẽ tặng cho em một cái vương miện khác đúng không tiên? Em cũng không biết nữa, em cũng chưa có nghe em nói nữa, tại vì em nghĩ là hình như là sẽ được chế tác lại một cái khác, nhưng mà cái này nó là cái em đeo đang là cái thiệt, nhưng mà sau này À. cái em đeo thì đang là cái thiệt, nhưng mà sau này khi mà em đi ra nước ngoài hay là em đi về nước thì em sẽ đeo một cái khác, cái này sẽ là được cái được truyền đi từ từ năm này sang năm khác, còn sẽ có một cái giữ lại cho riêng em nữa, thì cái đó là hình như là đang 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 làm lại tại nó bị hư. Cái là nó là thiệt, nó rất là nặng nha. À, theo như anh được biết đó, thì em bị sụt cân đúng không tiên? À, dạ đúng, em sụt cân mà em không biết có tăng lại chưa, nhưng mà em đang rất ăn, đang cố gắng ăn rất là nhiều để tăng cân lại. Em có biết được là mình sụt bao nhiêu cân không? Em không có cân thử, em tại ở đây không có cân, nhưng mà em nghĩ là em sụt chắc phải 2-3 kg trong một tháng. À, anh nghĩ nguyên nhân chắc là do cái hành trình, cái lịch trình của em tham gia thi nó kéo dài quá cho nên là sụt cân á. Em không biết nữa, mặc dù em ăn rất là nhiều nha, trong cuộc thi em ăn nhiều lắm, khúc đầu thì em không dám ăn, mấy ngày đầu em không dám ăn thiệt, nhưng mà mấy ngày đầu không ăn xong mà kiểu bị mệt quá không có sức á, là mấy lần sau này em ăn cơm này kia mà em vẫn bị sụt, em cũng không biết là sao. Em nghĩ là do em ngủ ít, vì ngày nào cũng tầm có 4-5 tiếng thôi, thì em nghĩ là do em ngủ ít, với lại lúc đi thi thì sẽ stress cho nên là em nghĩ cái đó ảnh hưởng, chứ ngủ thì em vẫn ăn bình thường. Tại vì trước khi thi anh thấy em tập nhiều bài tập rất là nặng, kiểu là tập tạ giống như kiểu Dạ. huấn luyện viên luôn. Em có thể chia sẻ một chút về cái hành trình trước khi tập luyện đó không tiên? Hành trình tập luyện thì nó nặng à, lúc đó là tại vì chỉ còn có một tháng thôi cho nên là em phải cố gắng hết sức, và kiểu em nói với anh PT là phải kiểu như là cố gắng tập ngày tập 2 cử cũng được, thì là một ngày em tập 2 cử, những cái ngày rảnh rỗi em có thời gian em sẽ tập 2 cử. Sáng xong em tập xong rồi em đi làm chuyện khác, em đi học cái khác, xong rồi cử chiều em quay lại em tập tiếp, thì nhờ như vậy nó mới có thể có, tại vì cái sếp người của em nó không có săn á, kiểu gọi là săn mà kiểu nó bị gầy và nó nhỏ con á, mà nó muốn có cơ cho cái khoảng thời gian nó ngắn như vậy á, thì phải là tập rất là nhiều và cũng phải ăn rất là nhiều, ăn nhiều nhưng phải ăn đúng nha, ăn nhiều thì được nhưng mà đằng này ăn đúng cái chuyện khác nó rất là ngán. Anh đừng nghĩ ăn ăn ức gà mà ăn ăn một ngày ăn hoài á, nó ngán kinh khủng, nhưng mà anh bắt buộc phải ăn, anh muốn tăng cơm phải ăn như vậy đó, nó là một chặng đường nó cũng gian nan. Vậy có một điều mà anh cũng như là mọi người theo dõi cuộc các thi sắc đẹp rất là thắc mắc là không biết tại Midrand International có cái phần thi gọi là nhan chất học như ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hay là Hoa hậu Hoàng Vũ ở nước mình Dạ hay không, không? không có phần thi nhan chất. Lúc mà em thi xong mọi người còn kiểu bị, lúc đó thì kiểu em có sau khi thi xong em có nói chuyện, ngồi có một cái buổi ngồi nói chuyện với Mr. Nawaz cũng như Mr. Dessa, thì kiểu mọi người kiểu bị bất ngờ khi mà em nói em không có sửa gì hết trơn, kiểu nên là quan tâm về cái việc sửa hay không sửa, chỉ quan trọng là cái phần trình diễn, cái phần thể hiện mình trong cuộc thi hay không thôi. Vậy cái lúc mà em nói là mình không sửa gì hết đó thì Mr. Watt như là mọi người phản ứng như thế nào tiên ở Kiểu nước bất mình? bất ngờ, xong rồi kiểu xong rồi sau đó em cũng thấy là kiểu Mr. Nawaz cũng muốn em nói về cái điều này trên cái livestream với Miss Brand, trên trên livestream của trang Miss Brand, thì em nghĩ là kiểu mọi người rất là ấn tượng cái điều đó hay sao á. Tại vì đúng mà, tại vì cái vấn đề mà đi thi ở ở nước mình á, những cái vấn đề về phẫu thuật thẩm mỹ nó rất là nhạy cảm cũng như là rất là gắt gao ấy. Vì đối với bản thân em á thì em thấy là cái tiêu chuẩn cái đẹp của Midrand International á nó khác nhiều so với tiêu chuẩn cái đẹp ở các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam. Nó khác nhiều chứ, vì cơ bản là quốc tế với Việt Nam nó là hai cái, phải nói sao ta, nó là hai cái sự, hai cái văn hóa và hai cái truyền thống nó khác nhau, ở quốc tế phải pha trộn nhiều truyền thống, nhiều đất nước khác nhau nữa thì nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Ở Việt Nam nó sẽ thiên về cái sự truyền thống nó nhiều hơn, như ở quốc tế cái việc mà mình được
Ở quốc tế thì anh có thể mạnh dạn anh bày tỏ lên được nhiều cái tham vọng của mình trong cuộc thi, giống như em trong tất cả mọi cái cuộc phỏng vấn em đều bảo là em sẵn sàng ở lại Thái, em sẽ là kiểu em sẽ trong top 5 hoặc em sẽ là hoa hậu. Không phải nói cho em sẽ là hoa hậu mà em sẽ là em muốn em là top 5, ý là mình sẽ được nói rõ ra cái tham vọng của mình và mình sẽ thể hiện rõ cái tham vọng của mình ra trong cuộc thi, và cái mà mình thể hiện rõ cái tính cách của mình như thế là một cái điểm cộng. Còn ở Việt Nam thì nó lại sẽ là tùy theo tính chất cuộc thi và giống như là ở Hoa hậu Việt Nam thì ở Hoa hậu Việt Nam thì lại cần là tôn vinh cái vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ, cái vẻ nhu mì hiền dịu của người phụ nữ. Thì ở đó nếu mà anh gọi là nếu anh thể hiện rõ ra cái cá tính mạnh mẽ của mình quá thì nó sẽ lại là nó sẽ bị lệch tông, nó sẽ bị không hợp. Giống như nó là vậy, nó là hai cái nằm ở hai cái gọi là cái phạm vi nó khác nhau. Ở một đất nước thiên về truyền thống và quốc tế nó sẽ có nhiều cái khác hơn, vì là nó là 60 nước cộng lại, nó sẽ là một cái sự gọi là đa sắc màu hơn trong cuộc thi, và mọi thứ nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Bây giờ Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã là một trong những biểu tượng sắc đẹp của quốc tế rồi, thì mọi thứ về em, ví dụ như là nhan sắc, vóc dáng hay là tất tần tật về về vẻ đẹp của em, nó sẽ tác động cũng như ảnh hưởng rất lớn đến phái đẹp. Thì không biết là Thùy Tiên có thể chia sẻ một vài bí quyết làm đẹp cũng như là tip để cho các thứ nhất là chị em độc giả của eva.vn và mọi người hâm mộ của em được biết để có thể học hỏi từ Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ra mục tiêu và bắt đầu tập luyện, giống như kiểu là bây giờ bạn gầy thì bạn mập lên thì bạn phải tập như thế nào nè, bạn muốn, nói chung là quan trọng là bạn muốn như thế nào, chứ không phải là để được như Tiên thì phải như thế này như thế kia, không cần phải như vậy. Vì Tiên nghĩ là mỗi một cá thể là sẽ có mỗi một cái vẻ đẹp khác nhau và mỗi một cái ước muốn, cái nguyện vọng nó khác nhau, và cái quan trọng phải là bạn vui vì bạn vui và bạn hạnh phúc, bạn mãn nguyện với cơ thể của bạn, bạn vui vì bạn được là bạn, chứ không phải là bạn vui vì bạn được giống như Tiên. Cái điều quan trọng, cho nên là cái quan trọng là bạn muốn như thế nào, bạn muốn là dáng bạn fit lại, dáng bạn đẹp hơn hay là dáng bạn mập hơn, hay là bạn muốn bạn gầy đi, thì tất nhiên là bạn muốn như thế nào bạn tự đặt ra mục tiêu và bạn tự bắt đầu tập luyện cho nó và bắt đầu hoàn thiện bản thân mình vì nó. Cái quan trọng nhất là phải tự đặt ra mục tiêu và luôn yêu quý bản thân bạn, thế thôi. Bản thân anh nghĩ thì chính những cái kinh nghiệm chinh chiến ở những đấu trường sắc đẹp ở trong nước đã tạo nên một cái Nguyễn Thúc Thùy Tiên hoàn hảo như hôm nay để trở thành một biểu tượng sắc đẹp của Dạ đúng, Miss Grand em nghĩ là không phải chỉ cái kinh nghiệm đi thi đâu mà tất cả kinh nghiệm và tất cả những cái gì em đã trải qua trong cuộc sống International. nó dẫn em tới một một cái người bạn lĩnh được như bây giờ, có thể bỏ qua ngoài tai được rất là nhiều những cái điều tiêu cực trong lúc em đi thi, để giữ được cho mình cái một cái sự điềm đạm và cái sự máu chiến mà nó xuyên suốt trong cuộc thi như vậy. Nó sẽ là một cái kinh nghiệm không chỉ trong vài cuộc thi mà em đã trải qua, mà là phải trong 2 3 năm mà em đã sống trên đời đó. Vậy vậy Tiên có nghĩ là chính nhờ những cái sự những cái thành công của em hiện tại trở thành một đương kim hoa hậu của Miss Grand International, thì những em sẽ có được những cái tác động tích cực để làm thay đổi đi những cái việc lựa chọn các đại diện của Việt Nam để đưa ra đấu trường quốc tế từ nay về sau hay không? Cái em nghĩ cái vấn đề đây không phải là bạn đó mới hay không mới, hay là bạn đó phải là phải đi thi cuộc thi khác rồi thì mới đó được, bạn đó mới được đi thi quốc tế. Cái quan trọng là bản thân bạn đấy đã có được những cái yếu tố nào và đủ để có thể tham gia cuộc thi phù hợp với cuộc thi quốc tế đó hay không. Chứ em nghĩ là không phải là vì em là người đã từng đi thi rồi và đã từng thất bại rồi rồi nên là những cái người sau phải đều phải cũng từng thất bại như em, hay là cũng phải từng đi thi rồi. Em nghĩ cái đó nó hơi bị khuôn khổ quá. Cái việc em đã từng đi thi nó có thể có giúp ích, nhưng mà bản thân em cũng phải có những cái yếu tố và tự tin và bản lĩnh, là có những cái tính cách nó phù hợp với cuộc thi, và nhờ như vậy em mới có thể có được vương miện. Thì cái em nghĩ là cái tính cách và cái gọi là cái phẩm chất, cái tính cách của cái bạn đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là những cái kinh nghiệm. Vậy thì Tiên có thể bật mí một vài cái kế hoạch cho độc giả Eva cũng như anh được biết khi mà đã trở thành đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Thì hiện tại thì trong một tuần này Tiên sẽ vẫn là đi media tour để có thể quảng bá hình ảnh của Miss International. Sau đó thì Tiên có đang hỏi cái này chưa nói, Tiên nào sau làm xong thì em nói. Còn ngày 23 đến ngày 25 thì Tiên sẽ đi Tràng Mai với Tràng Rai để thử danh tham dự Miss Grand.
Tiên sẽ đón Tết, ủa lộn, Tiên sẽ đón Giáng sinh ở Thái, cũng hơi buồn một chút, nhưng mà sau khi Giáng sinh thì Tiên sẽ xin phép về Việt Nam. Tiên nghĩ là tháng 1 sẽ về Việt Nam, thì về Việt Nam sẽ có những cái hoạt động thiện nguyện thì nó sẽ rất là ý nghĩa, và Tiên đang rất là mong chờ. Tiên coi công ty Sen Vàng và Tiên đang bàn bạc với nhau về cái hoạt động của Tiên ở ở Việt Nam sau khi Tiên về nước. Mọi người hãy cùng đón nhé, vì nó sẽ là một cái chuỗi hành trình rất là dài và rất là ý nghĩa, và cũng sẽ có những Tiên cũng có nhận được rất là nhiều công việc ở Việt Nam nữa, nên là trong trong cái thời gian đó Tiên sẽ về và Tiên sẽ gọi là hoạt động hoàn thành những cái công việc ở Việt Nam, và sau đó thì lại đi qua Thái tiếp tục công việc của mình, và có thể là sẽ đi rất là nhiều nước. Vậy thì không biết là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thị Tiên em có định lấn sân vào giới giải trí, giới showbiz tại Thái Lan hay không? Nếu mà có cơ hội thì tất nhiên là sẽ tấn công liền chứ. Cơ hội ngàn Rồi, bây giờ để kết thúc chương trình của hai anh em mình thì anh sẽ đưa ra một thử thách cho em. Đó chính là hát một ca khúc hoặc là một đoạn bài hát mà em yêu thích bằng ba thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Thái. Có thể là em có thể là hát xong một đoạn bằng tiếng Anh, xong một đoạn bằng tiếng Việt và xong một đoạn bằng tiếng Thái để gửi đến quý độc giả của eva.vn đang theo dõi em từ đầu chương trình đến bây giờ nhé. Ok, hát ba lần mới tiếng khác nhau hả? Không có nhớ. Tiếng Anh là bài gì ta? Nhớ coi. Tiếng Anh có bài gì ta? Chị không nhớ bài nào tiếng Anh, không Có một bài hình như là có một bài hồi xưa em đi thi hậu Việt Nam á, em đờ em hát á. có nhớ. Tell me all about. Em không có nhớ lời. Em hát tiếng Thái chứ nhà tại lời nè tiếng Anh. Này khăm qua răng Tình con công tờ nắng thư bệt này đi bệt mai lứa cái giặc hè chăn bò rạc mơn lơ ra khăn chăn hò thăm đáy biên dường rằm ngọn thờ đen dễ thân bay bay rạp cây thì mấy trái chăn. Ôi, cái giọng này bị khàn nha. Còn lời tiếng Anh với tiếng Việt tại em điện thoại em đang ở đây á, em không có lời trên đây. Em hát hai đoạn đi, em hát một đoạn tiếng Anh một đoạn tiếng Việt cho bài khác. Tiếng Anh là bài nào ta? Không nhớ được cái bài Anh nào luôn ta. Ok, hát bài Price Tag của Jessie Ok. J đi nha. Seems that everybody got a prize. I wonder how they sleep at night when the sale comes first and the truth comes second. Just stop for a minute and smile. Why everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got your shade on your eyes and your heels on your head. Quên mất rồi. Rồi, một đoạn bài hát bằng tiếng Việt nào. Việt Nam. Bài gì ta? Việt Nam. Bởi vì em bữa em hát trên du thuyền cũng hay đó. Bài gì á, em hát mới trên thuyền bài nào không nhớ luôn á. Anh cũng không nhớ, nhưng mà anh nhớ có coi story của em thấy hay. Mà không nhớ tên. Ok, bài hát còn vương nắng nha. Người ơi hãy tin em này và em đến đây đi. Ngàn hoa lá đang thay màu, này em thích hoa gì? Nụ cười bé xinh xuân ngời, người làm sao xím tim em. Tình anh sẽ không phai mờ vì anh đã cho dần. Một ngày hà buồn kem hương hồng khi còn vương nắng bầu trời một màu tình yêu thu vừa sang lá xanh phai màu còn lại một chút nhớ thương ra ra rơi chưa không nhớ cái gì đó Rồi, cảm ơn em, cảm ơn Tiên thật là nhiều với những bài hát rất là hay. Mọi người ở chương trình giao lưu với lại Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên của chúng ta đến đây cũng đã hết kết thúc rồi. Bây giờ Thùy Tiên sẽ gửi lời chào đến quý độc giả của báo eva.vn và chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình này nhé. Đây là lời chúc gửi từ một người Việt Nam ở xa quê nhà dành cho Giáng sinh tới tất cả các bạn người Việt Nam, đặc biệt là các bạn độc giả của eva.vn. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân, và nhớ là phải luôn gọi là tuân thủ 5K, mặc dù có đi chơi mà phải luôn tuân thủ 5K để bảo vệ sức khỏe nha. Bye bye.
Cảm ơn Tiên, cảm ơn em đã dành thời gian đến với eva.vn và trò chuyện rất là vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Bye.